Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một chiếc bàn cưa mini từ động cơ không dung thăng này. Động cơ này là động cơ 2212 1400 cv nha các bạn. Chúng ta cần thêm một AC. Mình dùng AC 40A. Một điều tốc AC. Và những quả pin bãi như thế này. Và tiếp theo không thể thiếu là một chiếc lưỡi cưa. Chiếc lưỡi cưa trục này 30mm nha các bạn. Còn trục chiếc motor này là 3,17mm nên mình phải cần có một cái trục đổi. Phải có một khớp nối như thế này. Khớp nối này khớp nối 3mm chuyển sang 3,17mm. Nó vừa với cái này. Nó vừa với cái này. Mình sẽ lắp lại bằng như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm phần khung nhé. Mình sẽ dùng bấm này quang bên. Mình sẽ dùng cái phím đồng như thế này để làm phần đế của motor, giữ cái motor, cố định cái motor. Okay, bây giờ mình sẽ khoan lỗ này để bắt vít nha các bạn. Đây, các bạn khoan lỗ như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái ốc này để mình bắt cái motor nó vào trong này nha các bạn. Bắt motor nó vào trong này. Đây các bạn lắp là như thế này. Bạn lắp, bạn chặt vào nhé. Tiếp đến phần khớp nối này, mình sẽ siết lại vào trong này. Mình siết cứng lại như thế này. Tiếp tục cái phần lưỡi cưa, mình làm tương tự. Như vậy là mình đã làm xong phần motor và phần lưỡi cưa rồi. Giờ đến phần mâm cưa, mình sẽ dùng foam mét cứng này các bạn. Mình dùng lại foam 5 ly. Foam này rất là cứng. Mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt ra như thế này. Đây mình sẽ cắt thêm một miếng nữa để làm cái điểm lót cho cái này. Mình sẽ dán nó vô trong này. Đây các bạn dùng keo các bạn dán cái phần này lại nha. Các bạn dán cứng này lại. Đây các bạn dán lại như thế này. Rồi mình sẽ đặt nó như thế này. Mình sẽ đặt mình sẽ dán luôn như thế này. Mình dán nó lại như thế này nha. Để mà cố định cái này không lúc lắc á, mình sẽ làm thêm một cái thanh rồng cho nó nữa. Mình sẽ cắt bán tam giác này cho sau cái góc này góc vuông rồi cho mình. Mình sẽ để cái tay nó vô như thế này. Nó sẽ cứng hơn. Giờ mình xung keo dán lại. Ok. Như vậy là mình đã cố định cứng cái phần này rồi. Bây giờ tiếp đến mình sẽ làm cái mâm
Các bạn lock cưa, các bạn để đẩy cưa nó nằm ngang cỡ này. Đây các bạn cắt nó như thế này nhé. Mình sẽ để nó vào như thế này. Để nó vào như thế này. Nếu các bạn căng sao cho nó lên tầm nửa lưỡi cưa được thì các bạn căng cái này tầm nửa lưỡi là được rồi. Các bạn nhìn keo dán này như thế này. Thì mình sẽ dán móc luôn phần này luôn các bạn. Mình sẽ dán nó lên như thế này. Đây, như vậy là mình đã làm xong phần motor, lưỡi cưa và phần mâm. Bây giờ tiếp đến mình sẽ gắn EC vào. Mình gắn EC vào như thế này nhé. Tiếp tục là phần tái servo, mình sẽ cắm vào cổng out. Dùng ngay tín hiệu của EC, ngay tín hiệu dùng màu trắng các bạn. Dùng màu trắng chúng ta qua lên trên. Mình cắm vô 3 chân bất kỳ là được, chân nạp được. Okay. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng qua pin 3F này để mình test. Như vậy là được rồi. Giờ mình sẽ làm gọn cái phần này lại nhé các bạn. Mà tách servo mình sẽ gắn vào bên này. Giờ gắn vào chỗ này. AC mình sẽ gắn vào chỗ này. Đây. Này các bạn để gọn tốt các bạn. Giờ bên mình sẽ để ngoài như thế này. Bây giờ mình sẽ tự test với cái phím đồng này. Mình sẽ cắt phím đồng này thử các bạn.